Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị cách nhập và sửa số dư ban đầu trên phần mềm misamimosa.net. Anh chị vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Lúc này trên dữ liệu anh chị xác định số dư ban đầu đã đúng và đủ chưa? Nếu kiểm tra số dư ban đầu không khớp với số cuối kỳ năm trước thì anh chị thực hiện theo hai cách sau. Phát hiện số dư ban đầu sai ít chỉ một vài tài khoản thì mình thực hiện sửa và nhập lại. Trường hợp sai nhiều số dư ban đầu thì anh chị có thể bấm lấy số dư đầu năm để cập nhật lại số dư đúng của cuối năm trước nhé. Và với video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn anh chị nhập và sửa lại số dư ban đầu. Trước khi bắt đầu nhập, anh chị cần lưu ý như sau. Với tài khoản từ loại 1 đến loại 4, anh chị có thể nhập đầy đủ các số dư ban đầu vào các loại này. Nhưng riêng tài khoản từ loại 5 trở đi thì theo đúng quy định, chúng ta không nhập số dư vào đây anh chị nhé. Tại giao diện số dư ban đầu, để nhập số dư, mình tích đôi vào trong tài khoản cần nhập và điền giá trị ban đầu là được. Bây giờ, em xin ví dụ theo từng loại tài khoản như sau. Nếu đơn vị anh chị có phát sinh dự toán của năm trước chuyển sang, thì mình sẽ nhập vào tài khoản 00811 hay tài khoản 00812 và chọn đầy đủ thông tin về chương, nguồn, khoản, nhóm mục, nghiệp vụ và giá trị vào. Sau đó bấm cất để lưu lại. Nếu trường hợp không có giá trị thì mình để trống hoặc không nhập anh chị nhé. Ví dụ, anh chị muốn nhập tài khoản tiền mặt thì tích đôi chuột vào trong tài khoản 1111 và nhập giá trị vào. Lưu ý, mình nhập vào tài khoản con chứ không nhập được vào tài khoản tổng hợp anh chị nhé. Nhập số dư chi tiết theo tài khoản ngân hàng. Với tài khoản 112 thì khi nhập số dư sẽ có phần để điền thông tin tài khoản ngân hàng kho bạc. Anh chị chọn và kiểm tra lại chương, nguồn và tài khoản ngân hàng. Sau đó nhập giá trị dư vào. Anh chị bấm cất lại là được. Trường hợp đơn vị không theo dõi chi tiết theo nguồn thì tại đây anh chị xóa số dư đã có trước đó. Và sau đó vào danh mục tài khoản, hệ thống tài khoản, rồi tìm đến tài khoản 112, lít đúp chuột vào. Anh chị chú ý bỏ tích phần chi tiết theo nguồn nhé. Và bấm cất. Sau đó quay lại nhập số dư ban đầu để nhập giá trị vào là được ạ. Với các tài khoản chi tiết theo đối tượng như tài khoản 131 và tài khoản 331, anh chị chọn đến tài khoản công nợ. Tại đây, nếu anh chị đã khai báo danh mục đối tượng rồi, sẽ hiển thị các mã theo chương. Anh chị bấm vào dấu cộng của từng chương, rồi xem đến mã đối tượng nào cần điền giá trị đầu kỳ. Và các tài khoản công nợ này là tài khoản lưỡng tính, nên sẽ có dư cả hai bên nợ và có theo từng đối tượng. Anh chị nhập đúng với phát sinh của từng tài khoản công nợ nhé. Lưu ý, nếu đơn vị anh chị có theo dõi chi tiết theo hóa đơn công nợ hay chi tiết theo mã thống kê thì mình tích vào nhập chi tiết công nợ. Lúc này xuất hiện bảng lên, anh chị chỉ cần nhập số hóa đơn, ngày hóa đơn, năm trước và giá trị vào, rồi bấm cất là được. Anh chị nhập tương tự các đối tượng được chi tiết theo tài khoản, kiểm tra lại và bấm cất để lưu lại kết quả.
và tài khoản 141 theo dõi chi tiết theo đối tượng nhân viên cũng nhập tương tự vậy luôn ạ. Nhập số dư chi tiết theo vật tư hàng hóa. Đó chính là các tài khoản 152, 153, 155, 156. Để nhập được các mã này thì anh chị xem mình đã tạo xong các mã vật tư có theo dõi theo kho chưa? Rồi mình có phát sinh tài khoản kho nào thì lít đôi chuột vào trong tài khoản đấy và chọn đến kho ở góc trên đúng tính chất của tài khoản kho anh chị nhé. Thì khi chọn kho trên giao diện sẽ xuất hiện đồng thời danh sách các mã vật tư theo kho đấy. Anh chị sẽ xem mã nào mình đang có tồn đầu kỳ thì sẽ điền đầy đủ các thông tin như là số lượng, đơn giá và giá trị tồn vào. Điền xong, anh chị bấm cất thì số liệu sẽ được cập nhật ra tài khoản kho tương ứng. Đối với công cụ dụng cụ sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp 1, công cụ dụng cụ chưa xuất dùng. Với công cụ dụng cụ chưa dùng thì vẫn còn nằm trong kho. Cho nên anh chị vào tài khoản 153 và chọn đến đúng kho công cụ dụng cụ. Sau đó nhập giá trị như hướng dẫn trên. Trường hợp 2, công cụ dụng cụ đã xuất dùng. Với trường hợp này sẽ chia ra làm hai loại. Thứ nhất, đơn vị mình có kết nối và theo dõi công cụ dụng cụ trên phần mềm quản lý tài sản.vn thì không phải nhập số dư ban đầu. Thứ hai, nếu đơn vị không dùng quản lý tài sản.vn thì mình có thể khai báo số dư ban đầu bằng cách vào nghiệp vụ, nhập công cụ dụng cụ ban đầu. Sau đó anh chị bấm nhập. Tại đây, chọn đến phòng ban. Anh chị nhập số lượng tồn, giá trị tồn, đơn giá tương ứng với từng mã công cụ dụng cụ có phát sinh. Và sau đó bấm cất. Và hiện theo thông tư mới thì công cụ dụng cụ chúng ta chỉ theo dõi mã và số lượng trên phần mềm. Chúng ta không cần nhập số dư vào trong tài khoản 005 nữa ạ. Số dư tài khoản theo dõi tài sản. Với các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản, ví dụ như tài khoản 211, 213, 214, 366, 43122, 43142. Khai báo số dư đầu kỳ, dư nợ tài khoản 211, 213 là sẽ khai báo nguyên giá tài sản cố định. Dư có tài khoản 214 là các khoản khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định. Dư có tài khoản 366, 43122, 43142 là giá trị còn lại của tài sản cố định. Anh chị lưu ý, với tài khoản 366 khi nhập số dư đầu kỳ sẽ có phần bắt buộc nhập, đó là mục lục ngân sách. Nếu anh chị không biết đưa vào tiểu mục nào thì có thể đưa vào trong các tiểu mục như 6999, 6599, v.v. Còn nếu không cần theo dõi mục lục ngân sách, anh chị xóa trước số dư ở đây và sau đó vào danh mục tài khoản, hệ thống tài khoản. Tại đây, anh chị tìm đến tài khoản 366. Và tại phần chi tiết theo, anh chị bỏ tích các nội dung không theo dõi. Ví dụ ở đây, em sẽ bỏ tích phần mục, tiểu mục. Sau đó quay lại khai báo số dư đầu kỳ. Các tài khoản khác, anh chị cũng nhập tương tự vào nhé. Và em xin nhắc lại, với tài khoản từ loại 1 đến loại 4, anh chị có thể nhập các số dư ban đầu vào các loại này. Nhưng riêng tài khoản từ loại 5 trở đi thì theo đúng quy định chúng ta không nhập số dư vào đây anh chị nhé. Thì khi nhập xong, anh chị kiểm tra tổng cột bên nợ và tổng cột bên có số liệu xem đã bằng nhau chưa nhé. Như vậy, em vừa hướng dẫn cách nhập và sửa số dư ban đầu trên phần mềm misamimosa.net. Chúc anh chị thực hiện thành công! Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy nhấn like, share cho bạn bè cùng xem.
Còn nếu đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé.